chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch là bốn trụ cột mà Hậu Giang định hướng phát triển kinh tế xã hội. Và trong năm qua, tỉnh này tăng tới 26 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh xác định là lấy doanh nghiệp là trung tâm, hướng các cơ chế chính sách để tạo lập cái môi trường và đem trải nghiệm tích cực nhất cho các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gặp nhiều khó khăn bởi đơn hàng giảm, thị trường ảm đạm. Các giải pháp hỗ trợ tiếp cận dòng vốn ưu đãi là điều doanh nghiệp mong chờ lúc này. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, trong đó việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong khai thác hải sản, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tỉnh Lào Cai vừa chính thức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch tỉnh Lào Cai đã xác định một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, bốn trụ cột phát triển kinh tế, năm nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có GRDP người trên người cao và thuộc nhóm 30 tỉnh thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao trong cả nước, trở thành trung tâm về vùng của vùng về công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, y tế, đào tạo nghề của vùng. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Tỉnh Khánh Hòa cũng vừa công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Khu kinh tế Vân Phong có quy mô khoảng 150.000 ha với 19 phân khu chức năng và được chia thành hai khu vực Bắc Vân, khu vực Bắc Vân Phong gồm các khu du lịch cao cấp, cảng du lịch và trung chuyển quốc tế, còn khu vực Nam Vân Phong gồm cảng trung chuyển container, cảng tổng hợp, các tổ hợp công nghiệp. Theo đó, huyện Vạn Ninh sẽ trở thành đô thị du lịch sinh thái biển cao cấp và thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị công nghiệp gắn với cảng biển. Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch là bốn trụ cột mà Hậu Giang định hướng phát triển kinh tế xã hội và xây dựng cơ chế thu hút đầu tư. Và trong năm qua, Hậu Giang tăng tới 26 bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đứng thứ 3 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sau Đồng Tháp và Long An. Huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A được tỉnh Hậu Giang phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp. Huyện Châu Thành, tỉnh sẽ quy hoạch quỹ đất hơn 1.500 ha để kêu gọi đầu tư vào 4 cụm, khu công nghiệp và 23 dự án dân cư đô thị. Cùng với công nghiệp và đô thị, hai trụ cột kinh tế gồm nông nghiệp và du lịch cũng được tỉnh Hậu Giang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư. Ví dụ như khi đầu tư cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng, hỗ trợ dây vốn với lãi suất ưu đãi. Các cái ngành nghề chúng tôi cũng đưa ra để mà lựa chọn các cái dự án mà sử dụng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng cái lực lượng lao động của địa phương và có nộp ngân sách nhà nước lớn cho kể cả tỉnh và cho đất nước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, lần đầu tiên tỉnh Hậu Giang đưa ra khẩu lệnh hai nhanh, đó là nhanh giải phóng mặt bằng và nhanh thủ tục đầu tư. Ba tốt là cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt. Tỉnh xác định là lấy doanh nghiệp là trung tâm, hướng các cơ chế chính sách để tạo lập cái môi trường và đem trải nghiệm tích cực nhất cho các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư, với phương châm là sự thành công của doanh nghiệp là thành quả của tỉnh nhà. Năm 2022, Hậu Giang đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay, gần 14%, đứng đầu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư của cả nước. Hậu Giang tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh kết nối hạ tầng nội tỉnh và liên vùng. Đến năm 2030, phấn đấu thu ngân sách mỗi năm đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, trở thành một trong ba địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất vùng. Trong 3 tháng vừa qua, không có doanh nghiệp nhà nước nào thực hiện cổ phần hóa và nguồn thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chỉ đạt trên 168 tỷ đồng, bằng có 5,6% dự toán cả năm. Nguyên nhân là do doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều tài sản chuyên ngành, khó xác định giá trị nên việc xử lý tài chính, tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước và công tác chuẩn bị hồ sơ, phương án cần nhiều thời gian. Ngoài ra, một số doanh nghiệp tồn tại nhiều vấn đề phải xử lý về tài chính,
một số đơn vị vi phạm quy định về quản lý vốn, tài sản đang thực hiện thanh tra, kiểm tra và điều tra. Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gặp nhiều khó khăn bởi đơn hàng giảm, thị trường ảm đạm. Các giải pháp hỗ trợ tiếp cận dòng vốn ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là điều doanh nghiệp mong chờ hơn hết. Và doanh nghiệp kỳ vọng chi phí vốn sẽ giảm bớt phần nào sau khi Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm các loại lãi suất điều hành từ 0,3% đến 0,5% một năm và các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất cho vay, kết hợp đưa các gói tín dụng ưu đãi khôi phục sản xuất. Với hoạt động xuất khẩu ngành nông sản, doanh nghiệp này vừa mới tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất khoảng 8% một năm. So với lại cái thời điểm trước ấy, là chúng tôi vay là cái mức là dao động là từ 11% tới 12%, thì khi về cái 8,5% thì chúng tôi tiếp tục cái đầu tư vào cái việc mà sản xuất rồi trong việc mà kinh doanh rồi là việc là những cái chương trình xúc tiến thương mại. Trước đó là chúng tôi gần như là hoạt động trong cái nội tại trong cái lĩnh vực mình không dám vay. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các ngân hàng thương mại xử lý nhanh các thủ tục vay vốn, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp, duy trì ổn định tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận cái nguồn vốn với chi phí hợp lý cũng như là giải quyết nhanh chóng về mặt thủ tục và cái khả năng tiếp cận vốn vay. Với cái chu kỳ vay vốn ngắn hạn, đối với khoản vay ngắn hạn thì cái vòng luân chuyển vốn nó sẽ tạo điều kiện vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng vay hiệu quả, vừa có khả năng tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ từ 2 đến 3 lần trong năm. Đây là một những cái hiệu ứng rất tích cực. Khi mà chúng ta giảm lãi suất thì nó cũng sẽ kích cầu tín dụng. Thế và qua đó thì cũng giúp hay là khiến cho doanh nghiệp và người dân có thể là sẵn sàng đi vay nợ nhiều hơn để đưa vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời cũng tăng thêm cái nguồn thu tín dụng và nguồn thu dịch vụ đi kèm cho các tổ chức tín dụng. Vốn dĩ là trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây cũng là một cú hích thì rõ ràng là rất là quan trọng cho cả nền kinh tế, cho doanh nghiệp, người dân và các ngân hàng. Việc giảm mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cùng với việc hoạt động kinh doanh của các ngành nghề được kỳ vọng sẽ khởi sắc trở lại vào quý 2 là các yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng 6,5% như mục tiêu được đặt ra trong năm nay. Bà Rịa Vũng Tàu cũng là địa phương có tới 60% số tàu khai thác vùng khơi, tương đương hơn 4.600 tàu. Trước tình trạng tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài vẫn còn diễn ra, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt hơn các giải pháp, trong đó việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong khai thác hải sản, không báo cáo và không theo quy định IUU là trọng tâm. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành, địa phương trong phòng chống khai thác IUU là những việc đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh hơn, rộng khắp với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về IUU. Chúng tôi cũng biết rằng nếu mà có cái thẻ vàng thì nó rất là khó cho mình xuất khẩu. Cái sản phẩm của mình khai thác lên, cái giá trị nó sẽ không được cao là điều chắc chắn. Cho nên đánh bắt hợp pháp một cách đàng hoàng để cho cái sản phẩm mình được xuất khẩu qua EU và tăng cao cái giá trị, bà con mình sẽ được tăng thu nhập. Trong thời gian qua thì đơn vị đã phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là công tác vận động quần chúng, công tác kiểm soát, nhận thức của bà con trong thời gian qua khi khai thác trên biển là không vi phạm vùng biển nước ngoài thì đã nâng cao rõ rệt. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thành lập 3 chốt liên ngành trên biển kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cửa biển Sao Mai, thành phố Vũng Tàu, cửa biển Lộc An, huyện Đất Đỏ và cửa biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Mới đây, trong quá trình tuần tra tại vùng biển cách phao số 0 khoảng 2 hải lý về phía đông nam, địa phương đã phát hiện 4 tàu cá chưa rõ số hiệu, trong đó có 3 tàu dưới 15 mét và 1 tàu trên 15 mét đang khai thác hải sản theo hình thức giã cào. Một tàu cá trên 15 mét không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Chúng tôi cũng sẽ quyết liệt tiếp tục là tuyên truyền vận động cho bà con ngư dân phải chấp hành nghiêm chỉnh về luật thủy sản. Đặc biệt là bây giờ chúng tôi đang cao điểm phối hợp với địa phương để mà vận động ngư dân phải đăng ký giấy phép tàu cá và chấp hành các cái quy định của về đăng ký đăng kiểm trước khi cho tàu cá ra khơi. Thứ hai là chúng tôi sẽ kiểm soát chặt các cái hoạt động mà khai thác trên biển, tăng cường tuần tra kiểm soát để thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái giải pháp để phòng chống IUU. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra mục tiêu sẽ có biến chuyển mạnh trong quý 2 năm nay, khi năm ngoái và quý 1, địa phương vẫn để xảy ra vi phạm về IUU.
Phần tiếp của bản tin là những thông tin nổi bật về Việt Nam trên các báo. Trang tin The Star của Malaysia đưa tin Việt Nam đang xem xét giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống 8% đối với một số hàng hóa và dịch vụ để thúc đẩy nền kinh tế. Phương án 1 giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ xuống còn 8%. Phương án 2 giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đã áp dụng việc giảm thuế giá trị gia tăng trước đó, như một phần trong chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau COVID-19. Theo trang tin chính thức của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản ZECHO, tính đến ngày 20 tháng 3 đã có 756 dự án mới được đầu tư và mở rộng tại Việt Nam, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lĩnh vực sản xuất, chế tạo thu hút đầu tư lớn nhất, sau đó là lĩnh vực bất động sản, vận tải kho bãi và bán lẻ. Trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, Singapore nằm ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo trang tin khác của Nhật Bản là ZECHO, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Việt Nam có hơn 553.000 doanh nghiệp, trong đó có 536.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số này, doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu là hơn 106.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ nằm trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác. Mặc dù vậy, hầu hết các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đều có quy mô siêu nhỏ và nhỏ với trên 90% số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Trang Times of India có bài đăng với ấn tượng về tốc độ xây dựng trong các thành phố của Việt Nam. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã phát triển tốt như thế nào những năm vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Bài báo cũng cho biết trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, Việt Nam đã phục vụ gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng đầu năm 2023, cao gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Điều này không chỉ cho thấy Việt Nam đang có sự phục hồi mạnh mẽ về du lịch, mà còn là chứng minh cho ngành du lịch của đất nước này mang lại giá trị đồng tiền lớn cho khách du lịch nước ngoài. Trong phần tiếp theo của bản tin, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh và đáng lo ngại là có khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi, không có lương hưu hay bất cứ một khoản trợ cấp xã hội nào. Nhiều tỉnh thành phía Nam tổ chức các hoạt động để chúc Tết Chon Chanam Thamay. Đây là Tết truyền thống của người Khmer, thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 và số ca nhập viện có xu hướng gia tăng, không có trường hợp nào trở nặng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở giáo dục, các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Người dân cần lưu ý các biện pháp sát khuẩn, phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô dân số trên dưới 100 triệu người và tốc độ già hóa dân số nhanh. Và theo thống kê, hiện nay có khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi, không có lương hưu hay bất cứ một khoản trợ cấp xã hội nào. Chế độ đóng bảo hiểm rồi để nhận lương hưu khi về già là có, nhưng vấn đề nằm ở chỗ không ít người lại chọn nhận tiền một lần ngay từ khi còn đi làm. Đây là một vấn đề đáng lo ngại khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Ông Phan Xuân Thông từng làm công nhân rồi lĩnh một cục để thôi việc theo chế độ 176. Khoản tiền hơn 40 triệu nhận về khi ấy chỉ đủ để mua bộ bàn ghế và chiếc xe đạp. Ở tuổi 60, đáng nhẽ được nghỉ hưu an nhàn, thì giờ đây ông Thông vẫn phải lao động. Nỗi lo lớn nhất của ông là khi ốm đau sẽ không có đồng ra, đồng vào. Mình về cái chế độ 176 ấy, thì sau này thì mình nghĩ cũng thấy rất là tiếc. Bởi cho có một cái thời gian công tác như thế, nhưng mình lại về ngang chừng. Đến bây giờ khi tuổi cao rồi thì mình cảm thấy rất là tiếc những cái năm tháng mà mình đã tham gia bảo hiểm lĩnh một cục. Ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng ông bà vẫn phải vất vả bươn trải thêm nhiều nghề. Không có lương hưu, cũng chẳng có trợ cấp. Hai ông bà mới thấy thấm thía cảnh mưu sinh và rất ngần ngại khi phụ thuộc vào con cái. Già rồi, bây giờ là tuổi 60 rồi. Tôi vẫn phải lo làm ấy. Tại vì con cháu thì phụ giúp được bố mẹ chỉ cũng được một phần thôi. Dự tính vào năm 2050, Việt Nam sẽ có hơn 29 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về việc chuẩn bị tuổi già từ khi còn trẻ rất hạn chế.
Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta cũng vì thế còn nhiều thách thức. Tôi rút được 12 năm ạ. Đấy, lúc đấy rút cũng được khoảng 40 mấy triệu ạ. Thế thì tôi cũng rất là tiếc nuối là vì là cũng muốn là để mà cố đóng để sau này về tuổi già là mình có cái đồng lương hưu không phải nhờ vào con cái. Trong khi nhiều người lớn tuổi mong được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu, thì nhiều người đang ở độ tuổi lao động lại rút bảo hiểm xã hội sau một năm nghỉ việc. Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi luật bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện cho những lao động khó khăn không bị rơi ra ngoài lưới an sinh xã hội khi hết tuổi lao động. Quảng Trị dành hơn 20 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở bờ và ven biển. Những năm gần đây, bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, nhất là đoạn qua các xã ở huyện Triệu Phong, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ và phường 3, thành phố Đông Hà. Tổng chiều dài sạt lở bờ của các con sông ở Quảng Trị là khoảng hơn 105 km, trong đó sạt lở đặc biệt nguy hiểm là gần 18 km. Biến đổi khí hậu và khai thác cát trái phép được cho là nguyên nhân chính khiến bờ của các con sông ở Quảng Trị bị sạt lở ngày càng trầm trọng, nhất là vào mùa mưa từ tháng 9 đến 12 hàng năm. Chỉ trong hơn một tuần, nhiều hộ dân tại thôn Minh Tân, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã quyết định hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng 3 km đường trong thôn. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vì sự phát triển chung của thôn xóm, họ đều sẵn sàng hiến những diện tích đất trị giá cả tỷ đồng để mở rộng đường. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng là đội 1 thôn Minh Tân, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trước đây thì tuyến đường này thì rất là nhỏ và lầy lội. Cái việc phát triển kinh tế của khu vực này rất là khó khăn. Tuy nhiên thì bằng cái sự đồng lòng thì tất cả những người dân ở trên tuyến đường này đã cùng thống nhất hiến đất để mở rộng con đường. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ trông vào thu nhập từ mảnh vườn này, nhưng ông Trích và các con vẫn quyết tâm dành 1.000 mét vuông đất vườn trị giá vài tỷ đồng để mở rộng tuyến đường chính của thôn Minh Tân từ 2 mét thành đường 7 mét. Con đường quá hẹp, hoa quả mà để bán thì xe không vào được. Đi một xe máy chở được chỉ độ 1-2 tải bưởi đi đến bao giờ đến lên nơi. Dân đã đồng tình mở con đường ra thì mong các cấp lãnh đạo giúp đỡ. Hai anh em tôi cũng hiến khoảng độ gần 1.000 mét đấy. Các cụ nói là của đâu thương xót, nhưng mà thực ra cái xót nó chỉ là phụ thôi, còn lâu dài mới là chính, mà tương lai nó là chính cho con cháu. Đại diện thôn Minh Tân cho biết, để cùng nhau phát triển sản xuất, bà con trong thôn, người thì hiến đất, người thì góp kinh phí để mở rộng tuyến đường này. Nhưng mở xong rồi, kinh phí đổ bê tông, làm đường thoát nước vẫn là bài toán phải tính tiếp. Mở rộng xong mà chúng tôi sẽ có những đề xuất xin với Ủy ban huyện để đầu tư cái nông thôn mới vào đây, vào cái vùng là thôn Minh Tân này. Nhưng nếu không được thì chúng tôi sẽ phải kêu gọi bà con đóng góp tiền để lấy cái đường đi lại cho bà con. Kêu gọi đóng tiền thì cũng không dễ dàng gì, vì người dân rất là nghèo. Để mở đường, mà trong đó nếu theo giá thị trường bây giờ được đền bù là người ta rất nhiều tiền. Nhưng vì cái cộng đồng người ta phải bỏ ra. Vậy qua cái việc này thì cũng mong muốn một lần nữa là nhà nước quan tâm đến đường thôn Minh Tân. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Minh Chí cũng xác nhận do Hà Nội vẫn chưa hoàn thành việc bóc tách đất ở của người dân ra khỏi đất rừng phòng hộ, nên trong một thời gian dài, thôn Minh Tân vẫn chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi các thôn khác của xã đã đầu tư gần như xong hết. Trong những ngày vừa qua, thì nhân dân thôn Minh Tân đã cùng nhau để mở rộng đường và hiến đất. Cũng mong muốn là các cấp chính quyền sẽ có đầu tư xây dựng đường bê tông và những cái hệ thống thoát nước cho bà con nhân dân. Hơn 100 hộ dân tại thôn Minh Tân đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất để làm đường. Mở xong đường, nhiều gia đình còn phải tự cân đối bỏ tiền xây lại hàng rào mới để bảo vệ đất đai và sửa lại nhà cửa. Số tiền không nhỏ so với thu nhập nhà nông của họ. Nhiều hoạt động đã được tổ chức để chúc Tết Chon Chon Nam Thơ Mây. Đây là Tết truyền thống của người Khmer, thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Và năm nay Tết Chon Chon Nam Thơ Mây diễn ra từ ngày mai 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Đoàn công tác quân khu 9 vừa đến thăm, gửi lời chúc tốt đẹp và tặng quà các chùa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ban chỉ đạo Tết quân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành. Tỉnh Vĩnh Long thì cũng đã tổ chức chương trình Tết quân dân và Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Khmer năm 2023 với rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Chương trình nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân và tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer.
Lãnh đạo các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đã cử đoàn công tác đến thăm và chúc Tết tặng quà các vị sư sãi và bà con Phật tử trên địa bàn, đồng thời đánh giá cao sự cống hiến, góp sức của các vị sư sãi, ban quản trị các chùa, người có uy tín và bà con dân tộc Khmer. Tại Bạc Liêu, những nơi có đông đồng bào Khmer, bà con dành thời gian chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất. Sau thời gian khó khăn vì dịch bệnh, kinh tế khởi sắc, việc đón Tết Chon Chư Nam Thơ Mây cũng vì thế mà rộn ràng hơn. Nhiều ngày nay, ngôi chùa này lúc nào cũng rộn ràng. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, từng phương việc được phân công một cách rõ ràng. 12 xóm mà mình chia làm 12 tổ, tập trung lại hết, tiếp làm đặng sửa chữa cho nhà chùa đẹp. Rồi hai nữa, xứ ngoài người ta lợi, xứ xa rồi đó, cho người ta thấy, người ta phấn khởi. Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa có ý nghĩa quan trọng. Chính vì thế mà trong dịp Tết cổ truyền, bà con thường đến chùa để làm công quả. Những ngày qua, nhiều bà con tập trung lại để làm hàng rào cho chùa. Mặc dù mất nhiều thời gian và công sức, nhưng ai cũng phấn khởi. Mình sửa làm lợi cho mới cho đẹp, rồi rủ anh em rồi lại tiếp làm xuống chùa. Bệnh hoạn thì mình tới chùa thì thấy vui, thì như nó khỏe cho mình. Mỗi người một tay, không khí đón Tết cổ truyền vì thế cũng đầy sôi nổi. Bà con tranh thủ đến chùa lễ Phật và gửi gắm bao ước vọng cho một năm mới sung túc và đủ đầy. Trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTVGo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.